Rồi bây giờ là Phan thảo luận lại cái này đi để cho nhớ suốt đời luôn. Rồi cái quy trình khởi hành chiếc xe xuất sàn như thế nào là đúng? Đạp côn, đạp thắng, mở máy, khởi động. Không, mình tức là mình đã khởi động rồi, mình đã là thắt dây an toàn, đã chỉnh ghế chỉnh kiến, nói chung là đã làm được hết rồi. Bây giờ chỉ cần tới cái bước là cho xe nó khởi hành, cho xe lăn bánh đi nữa. Tấn, dạ anh này nè, nay ráng học hết xa hình nha. Bữa em học ghép dọc góc ngang hết rồi phải không? Tấn đó, ghép dọc góc ngang bữa giỏi rồi, cho chạy hết xa hình luôn nha. Tại vì biết sao không? Chỉ làm nhà nước nên làm được thứ Bảy Chủ Nhật thôi. Nên nay ráng là làm cho xong luôn nha, cho xong xa hình luôn. Ok. Rồi bây giờ nhắc lại lần nữa. Rồi và cái quy trình để khởi hành chiếc xe số sàn như thế nào là đúng, vừa đúng vừa an toàn nữa đó. Rồi ai có ý kiến gì là nói thử trước đây. Đập con với thắng rồi vô số ngã tay. Rồi sao nữa? Rồi nhà thắng con từ từ đi. Nhà thắng trước rồi mới nhả con từ từ. Đó là một sai lầm đấy. Bây giờ nó sẽ như thế này, quy trình đúng sẽ như thế này. Mình sẽ đạp thẳng chân, chắc con vô số 1 rồi nhả thẳng tay, hoặc là mình nhả thẳng tay trước mình vô số, điều đó không quan trọng. Trong dạy chính quy á, thì lúc nào cũng số sàn là cũng phải làm sao vô số trước mới nhả thẳng tay. Rồi còn cái bước này sẽ quan trọng hơn những cái bước mà nhả thẳng tay trước hay là vô số trước nè. Hồi nãy ai nói là tới đây là bắt đầu buông thẳng ra không? Là sai lầm. Thí dụ bây giờ mình buông thẳng ra, xe có một cái dốc thì nó sẽ như thế nào? Tuột sao? Đúng chưa? Như vậy cái bước tiếp theo là mình phải gì? Đầu tiên bước tiếp theo có một bước điểm rất quan trọng nữa là mình phải kiểm tra tên tắp lô đèn của mình. Tắp lô nè, của mình nè. Coi còn đèn đỏ nào cảnh báo hay không. Không còn đèn đỏ thì lúc đó mình mới mở chân con tới điểm tiếp xúc. Đúng chưa? Tới điểm tiếp xúc là chưa rung á, còn rung á là đã qua điểm tiếp xúc, giống như bà trên cầu á, các anh ngang dốc á. Đúng không? Rồi lúc này á, mình muốn đi thì bắt đầu mình buông thắng, mình điểm ga thêm rồi mở con thêm rồi đi, hiểu không? Nè, vì sao phải làm như thế thì xuống anh mở cái cổng đó đi, rồi tôi sẽ nói giải thích vì sao là phải buông con trước liền tới điểm tiếp xúc. Đa số là bị quên cái bước này ha, quên bước này. Nên ngoài đường á, mình sẽ thấy lâu mình thấy có chiếc xe nó trôi nhẹ lại xong rồi nó mới khởi hành lên, thấy không? Đó, nếu mà mình chở một lượng hành khách rất lớn thì người ta sẽ rất là khó chịu. Tại vì xe sẽ bị trôi ngược lại rồi bắt đầu mới tiến lên, rất là khó chịu. Hiểu không? Cái gì là mất an toàn và gây khó chịu. Nè, ví dụ giờ nè, ai nói buông thắng trước nè, coi chuyện gì xảy ra nè. Thấy xe trôi không? Thấy xe trôi về trước không? Tại vì cái dốc này nó đang chúi xuống. Nếu mà cái dốc ngược lại thì lúc mà mình buông thẳng ra nó phải trôi ngược thì sao không? Thì sẽ gây khó chịu cho người ngồi trong xe không? Trôi ngược thì sao đó đầu mới buông con khởi hành lên lại thì nó sẽ như thế nào? Rất là khó chịu. Do đó mình phải nhớ thêm cái bước nữa, phải thuộc cái bước này nha. Phải khử đầu rơ trước, khử đầu rơ cái con tìm tới điểm tiếp xúc trước. Điểm tiếp xúc tức là cái điểm đó khi mình mở con tới điểm đó, hai bố nồi nó tiếp xúc lại với nhau gọi là điểm tiếp xúc. Rồi khi mình buông con thêm một xíu nữa thì nó qua điểm tiếp xúc thì xe nó sẽ rung lên. Giống như là lúc bài cái hành ngang dốc, nhớ không? Nhớ lại chưa? Như vậy lưu ý ha, khi mình đi mình dừng đèn đỏ là mình phải tìm tới điểm tiếp xúc, mình thủ sẵn trước, hiểu không? Rồi đợi khi đèn xanh đi á, là mình sẽ mở con thêm, điểm ga lên đi cho xe mình nó sẽ mạnh mẽ hơn. Rồi đó là một cái nhắc nhở đầu tiên. Đa số những cái người mà mới ra lái hay quên cái bước mở con tìm tới điểm tiếp xúc. Rồi chạy đường trường á thì mình sẽ lưu ý những việc như thế này. Ra đường là nhất cự ly nhì tốc độ, tức là mình sẽ giữ cái cự ly an toàn với xe phía trước. Thứ hai nữa, mình sẽ đi tốc độ nào mà mình làm chủ được á, không có cố gắng mà chạy giống như người ta chạy rất nhanh, hiểu không? Rồi nhắc nhở tiếp theo khi chuyển lane, mình chuyển trong lane ô tô hoặc là mình chuyển chạy nhanh hơn thì mình không buông ra. Thứ nhất là giữ tốc yên tốc độ nè, thứ hai mở xi nhan nè, thứ ba là bắt đầu quan sát, rồi bắt đầu mình chuyển dần sang. Tôi chuyển rất là mềm mại sang, thấy không? Không được chuyển chặt nhanh qua, hiểu không? Mặc dù mình quan sát thấy không có xe mà mình chặt nhanh qua như vậy, người ngồi trong xe cái đầu người ta sẽ lúc lắc như thế này, bị lực quán tính đó, thấy không? Sẽ gây rất là khó chịu. Rồi một cái lưu ý tiếp theo, khi vô bất kỳ cái cua nào, người mới ra lái nên về số 2 trước. Đó nè, giống như tôi về số 2 tôi thả trớn rồi đầu tôi sẽ quan sát, tôi sẽ đảo mắt ha, đảo mắt giữa gương hậu và phía trước của tôi. Lưu ý mắt không rời khỏi phía trước 3 giây, gương hậu chỉ để liếc, hiểu không? Rồi tiếp theo một cái lưu ý nữa, mình mới ra lái đường trường thì khi mình đang lái xe đó, mình thấy xe đối diện đó, trong những đường hẹp đó, thấy xe đối diện đó, mà nó muốn quẹt vô gương hậu rồi, nhưng thật ra cái khoảng cách còn rộng khoảng 8 tấc tới 1 mét, nên lúc đó mình cứ an tâm mình lái ha. Cũng như mình nhìn thấy mũi xe của mình nó đè tới cái thùng xe của phía trước rồi, nhưng mà thật ra nó còn cách cũng khoảng là 3 mét đó, thấy không? Nên mình không cần phải tăng gấp, lưu ý vấn đề đó ha. Nè, giữ tốc độ nè, mở xi nhan nè, đúng chưa? Quan sát gương nè, đó, rồi đầu lấn từ từ ra. Vô bất kỳ cua nào về số mấy? Tại sao? Tại vì mình vô cua mà phải đi tốc độ chậm hơn rồi, đúng chưa? Mà mình để cái số cao mình đi nó sẽ bị tắt máy, đúng chưa? Xe nó sẽ không nổi ha, xe nó sẽ bị đuối máy, nó có thể dẫn tới bị tắt máy. Do đó mình nên về số 2 từ trước. Còn những bác tài già người ta thấy rành rồi, tay chân người ta rất linh hoạt hơn, người ta qua cua người ta về số cũng không sao mà, đúng không? Tại lúc đó người ta đã, nói chung là người ta đã xử lý rất là nhịp nhàng rồi, rất là nhanh rồi. Còn mình bây giờ cứ tới gần tới đi, mình chỉ chắc con thả trớn, tôi sẽ đi chậm lại về số 2, đúng không? Rồi bắt đầu vô cua, cứ như thế. Có hai lúc không cô mà nó cần ém con. Cần chứ. Mình lên cua mình ém con lại, mình kìm con lại để cho giữ xe đi tốc độ chậm và đều. Lúc là mình ôm cua xong là mình sang số 3. Ôm cua xong cái trốn mình đã thấp rồi, mình phải dìu ga lên chứ, mình phải dìu tốc độ lên. Dạ, mình mới sang số 3. Giống như thế này nè, bây giờ tôi thấy tôi muốn quay đầu lại nè, bây giờ tôi thả trớn từ xa đi, tôi dẫn về số 2 nè, thấy không? Lưu ý lúc này mình không buông con ra, buông con sẽ bị thành thắng số liền, hiểu không? Đó, có là thả trớn vô, nó tiết kiệm được khúc nhiên liệu chưa? Rồi giờ mình phải nhường cho xe đi thẳng, đúng không? Thì giờ mình về lại số 1. Đó, đậu lại nhường. Rồi tới đây là mình phải làm gì? Mở con khử đầu rơ, tìm tới điểm tiếp xúc. Để làm chi? Để vừa xong là mình buông con nằm đi được liền, thấy không? Nó giống như thế này, tôi buông con tôi đi liền nè. Như vậy nó mới kịp tiến độ, hiểu không? Chứ còn mình đợi xe người ta qua rồi lúc đó mình bắt đầu mình mới mở con, phải không? Thì mình đã trễ rồi, đúng chưa? Rồi thứ hai nữa, mình sợ trễ mình mở nhanh quá thì nó sẽ gây tình trạng là gì? Tắt máy, đúng chưa? Để tôi làm hết những cái lưu ý ha, rồi bắt đầu mình thay phiên nha, mình lái. Chứ giờ mình lên mình lái liền, nhưng mà mình không có biết được mấy cái lưu ý đó, mình lên mình làm mình sẽ lái sai, lúc đó mình sẽ tạo áp lực cho mình nữa, đúng không? Học lái xe là hiểu xong rồi lên thực hành, chứ còn chưa hiểu mà lên thực hành bừa như thế á, thì vừa gây áp lực cho mình nữa. Đó, qua ngã ba ngã tư nè thì mình cũng về số thấp, thả trớn nè, quan sát. Quan sát bên trái trước, không có quan sát phải, cũng giống như là lúc mình đi xe số tự động thôi, đúng không? Rồi quan sát, thấy không có xe thì đi xuôi theo nè, thấy không? Thấy tôi đi xuôi theo không? Rồi lúc này là bắt đầu mới nè, ở xi nhan xin vô nè, thấy không? Có nghĩa là tôi đi xuôi theo dòng xe, tôi không có cản cái dòng xe người ta lại, hiểu không? Làm gì làm, đừng đi xuôi theo dòng xe là ok. Rồi tăng số sau, số càng lớn mình buông con nhanh hơn. Ví dụ như số 1 chắc chắn là mình sẽ buông con rất từ từ rồi, số 2 sẽ buông con nhanh hơn số 1, số 3 sẽ buông con nhanh hơn số 2. Nhưng mà buông nhanh, nhưng mà vẫn buông nhanh đều, chứ không phải lúc bắn thì bật ra, hiểu không? Vừa rồi thấy anh container không? Mặc dù anh rất dài nhưng mà ảnh ra rất là đúng, nên ảnh đi xuôi theo, nó ra rất ngọt, đúng không? Đó, nên lưu ý vấn đề đó. Có nghĩa là khi mình tham gia giao thông thì mình ít xâm lấn dòng xe, là mình lái xe sẽ an toàn và sẽ thông suốt chiếc xe của mình hơn. Đó, vừa rồi là về số phù hợp với tốc độ. Tôi thấy tốc độ thì tôi về số 3, thấy xe nó vừa mạnh mẽ không mà nó cũng bị không gầm rú ngoái nữa, đúng không? Tức là mình chọn số đúng phù hợp với tốc độ. Là lấy ví dụ giờ tôi muốn chuyển lên nè, tôi phải giữ tốc độ nè, thấy không? Tôi mở xi nhan quan sát, đó, tôi chuyển qua nó sẽ ngọt ngào hơn, thấy không? Đó, giống như ngược lại chuyển lại cũng vậy nè, thấy nó ngọt ngào hơn, thấy không? Còn mình buông ra không khác nào giống như là mình cản cái dòng xe phía sau lại, đúng không? Thứ nhất là mình không chuyển lên được, thứ hai mình lại gây cản trở giao thông. Tại sao là chuyển lên là phải giữ tốc độ? Tại vì nè, mình đang có khoảng cách an toàn với xe trước, đúng không? Mình đang đi cùng tốc độ với nó thì làm sao đụng được nó đâu, đúng chưa? Làm sao đụng được nó, thì mình cứ giữ yên tốc độ như thế. Sẽ chạy qua cái khúc kẹt xe này cái rồi bắt đầu mình thấy nha, phải mình chạy kẹt xe dữ lắm. Không cần là mình phải cầm một tay vô lăng, một tay kiểm số đâu ha. Mình cứ cầm hai tay vô lăng, mình mới lái cầm hai tay vô lăng, và mình chọn thời điểm thang số sẽ phù hợp chút xíu. Nói chung mình sẽ không bao giờ mình làm nhuyễn được như những người đã lái lâu rồi ha, nhưng mà mình chỉ làm tương đối thôi, từ từ mình sẽ quen. Đó, thấy người ta xinh nè, nhường, đúng không? Người ta trước mình, ta xin rồi thì cứ nhường đi, rồi giảm tốc độ lại. Đó, nếu mình làm gì mà lỡ thằng xe trước có thắng gấp, giống như cái tình huống mà hồi tối tôi có đăng lên á, thì mình vẫn xử lý được bình thường, đúng không? Này, nếu mình đang chuyển lên mà xe sau nó không nhường thì xe sau không nhường gì, có nghĩa là nó ngang mình nó mới không nhường chứ. Còn nếu mà nó ở sau mình nó bắt buộc nó phải nhường chứ. Còn mình không nhường thì mình qua bình thường, tại mình đi trước nó mà. Nó phải thẳng thôi, hiểu không? Còn thí dụ như nó ngang mình mà nó không nhường á, hiểu không? Thì mình phải nhường lại cho nó thôi, mình giảm tốc độ lại. Anh ngoài cựu hơi khó. Tại Việt Nam gặp nó hoài. Đúng, Việt Nam là gặp hoài. Rồi bây giờ mình sẽ thảo luận cái việc đó nè. Nãy giờ tôi khử đầu rơ nè, xe kia vừa lăn bánh nè, tôi điểm ga mỏng tôi mở con đi, xe thấy nó mạnh mẽ ghê không? Đúng không? Làm gì cũng khử đầu rơ hết á. Nhớ nè, cái bước khử đầu rơ rất là quan trọng. Mình học trong xe hình mình hay bị quên cái bước này, tại vì trong xe hình nó bằng phẳng quá, chỉ có làm bài cầu là nó có cái dốc thôi, đúng chưa? Nhưng mà ra thực tế xe rất nhiều dốc. Rồi á, bây giờ nè, thảo luận cái vụ mà chuyển lên nè, mình làm như thế nào là an toàn nhất ha. Chuyển lên là nên như thế này, mình xin xi nhan trước ha, thì người ở sau sẽ thấy người trước xin xi nhan trong vòng 3 giây, nếu mà mình qua được xe trước thì qua luôn, còn không thì mình chủ động mình nhường đi. Không có tình trạng thấy gì mình ráng rướn lên nữa để cho bên kia nó qua không được à. Còn người phía trước á, thì cũng phải nên nhớ làm cái gì cũng phải xin trước, báo hiệu trước 3 giây sau à, thấy an toàn rồi bắt đầu mới chuyển qua à. Nếu như thế thì sẽ an toàn thôi, thấy không? Ở Singapore đi, lúc mà mình đi qua đó mình chơi mình sẽ thấy như thế nào. Xe trước mở xi nhan, xe sau chủ động nhường liền. Tại vì á, ở bên đó đó người ta ý thức người ta rất cao. Phía trước mở xi nhan là sẽ có một cái vấn đề gì đó người ta mới mở xi nhan à. Còn ở Việt Nam mình á, thì cũng do có một số xe đó, là hay chơi điểu, đúng không? Vượt bên phải xong mở xi nhan tấp vô liền. Rồi một số xe đi thẳng nó ghét, đúng không? Nó ghét, ý là nó ghét, nó chơi cho bỏ ghét đó, hiểu không? Nhưng mà làm ra như thế thì mình thấy cái văn hóa là giao thông là không có. thế này nè, ở khúc này nó sẽ có tình trạng đó nè. Bây giờ mình đang có 3 lane đúng không, nhưng mà tới đây nó còn 2 lane thì mình xin xi nhan trước nè. Có một số nó thấy vậy nó không cho nó chạy lên, hiểu không? Tại vì đây người ta hết lane ta mới chuyển vô mà, đúng chưa? Còn ở Singapore người ta lại tài xế giống như nó hỗ trợ nha, nó biết xe trước xin tức là có chuyện gì người ta mới xin. Còn Việt Nam mình cứ nghĩ là nó chơi điểu mình, hiểu không? Nó là như thế. Chỉ cho cái những cái khúc này sắp nữa là bắt đầu mình lên lại được rồi. Rồi vừa rồi thấy cái biển phân làn theo phương tiện không? Là xe con được đi hai lane, xe du lịch được đi hai lane, xe tải chỉ duy nhất đi lên đó thôi. Thấy không? Thấy cái biển đó không? Như vậy mình chạy chậm thì mình đừng nên chạy vào lên xe tải. Lý do tại sao? Mình chạy chậm mà xe tải người ta đang cần chở hàng đi cho đúng tiến độ người ta, đúng không? Mà người ta vượt mình đâu được đâu, thì người ta sẽ dí kèn hoài, hoặc là dí kèn hoài mà không cho đó thì người ta sẽ tìm cách người ta sẽ vượt ở phía bên phải mình rồi người ta sẽ tắt đầu vô liền, tại vì người ta sợ sẽ có cảnh sát giao thông phía trước, người ta sẽ tắt đầu vô. Như vậy có phải là mình đang làm cho mình nguy hiểm không? Rồi dự đoán là tốc độ này đang đi số mấy vừa? Số 1 Số 1 khi nào mà nó dừng thắng đứng lại luôn á. Tốc độ này đi số 2 thấy không? Về số 2 buông con đi theo nè, thấy không? Mình phải phán đoán, mình lựa chọn đi số phù hợp với tốc độ. Khi mình đi số phù hợp tốc độ rồi tự nhiên mình thấy nó sướng lắm, nó số sàn là cái thú của nó là như thế đó. Thấy mấy cái này nè, chủ động thôi, rồi chủ động nhường cho nó qua trước thì mình đi theo nó phải an toàn hơn. Mình mà chạy mình song song với nó thì nó sẽ lấn xem đa ra thì rất là dễ qua chạm với má phải của mình. Lưu ý như vậy đó. Nè xe mình bị đuối nè, từ số 4 về số 3 nè, phèn ra một cái giống như là giảm số phải vù ra cái, hiểu không? Cái đó một chút chỉ sao, cái đó là cái khó. Tại sao giảm số phải bù ra? Tại vì khi giảm số là đã chuyển xuống cái dòng nhỏ hơn rồi, mình phải bù ra để cho nó bắt cố nội lại, hiểu không? Ai mà chạy con tay sẽ hiểu vấn đề đó. Thấy số 7 mỗi lần chuyển số phèn cái đầu buông con đi không? Thấy không? Chạy qua cũng vậy. Vậy không? Có là mình làm con cái thôi, nhưng mà xe hơi thì nó đâu nghe. Xe hơi đâu nghe tiếng bô. Mình chỉ phèn nhẹ cái rồi cho nó bắt vô nồi lại mình đi thôi, chứ không phải là hẹn giống như xe 7 đâu, đúng không? Xe 7 là thường các con không? Cái đó là nó bị một cái thói quen mà mình nghe hàng ngày, nhưng mà thật sự thói quen đó là sai. Hồi xưa đó là do cứ nghĩ là tiết kiệm nhiên liệu nên chỉnh mức ga ti rất là nhỏ thì rất là dễ tắt máy, hoặc là do những chiếc xe đời cũ á, cái mức ga ti ở đâu nhảy được, hiểu không? Bởi vì cứ phải hẹn hoài để giữ ga đó, hiểu không? Để cho xe nó không tắt máy á, hiểu không? Nên mình nghe vậy cái mình thành thói quen, nên những người khác lên á chạy cũng hay tèn. Cuối cùng cái đó là cái ao xăng. Còn thấy những xe là mới giờ không, ga ti rất là nhuyễn, đâu cần đâu, thắng đèn đỏ buông tay ga ra luôn à, đúng không? Lái xe khi mình lái cứng rồi đó thì không có cần cô lăn cầm vị trí nào, không cần biết, tôi quen vị trí này nè cho nó không mỏi tay, tôi để cái nó tôi cầm như đây thôi đó, tôi chạy được đường là tôi chỉ nhiều đó thôi, mà tôi ngửa cái ghế ra xa là để tôi nằm tôi dựa ra luôn đó. Đúng không? Quen rồi, cái mình quen rồi thì nó không còn quan trọng nữa. Nhưng mà khi mình đi học ban đầu thì mình làm cho nó đúng một chút xíu, đúng không? đó đúng không? Nhưng mà nói những đó đó là để áp dụng cho những cái cầu rất cao, những cái cầu rất dài hoặc những cái dốc rất dài thôi, nhớ không? Còn đây ở trong trung tâm của mình thì nói chung cái đó, cái việc đó thì mình không thấy được rõ ràng lắm đâu, nên mình cứ đi cho có tốc độ nào mà làm chủ được thôi, không cần mà phải lên dốc số nào xuống dốc số đó. Cái đó chỉ áp dụng với những cái đoạn dốc dài này thôi. Đó, thấy gì mình chủ động mình nhường đi, đừng có tới nữa, hiểu không? Đó. Thật sự mình nếu mình đi tới nữa xe bán tải vẫn phải nhường mình, nhưng mà mình thấy gì mình chủ động mình nhường đi. An toàn, đúng rồi. Đó, giống như giờ muốn chuyển lên là giữ tốc độ đó, hỏi xin nhà nè, quan sát nè. Rồi đồng chuyển từ từ qua, không đảo mắt nhìn trộm vậy đó. Đó, thấy người ta phân không? Là xe du lịch phải không? Được đi Highland đúng không? Còn xe khách, xe tải á, xe tải và xe khách 50 chỗ đi lên kia thôi. Rồi ai đi đường này về chỉ cho cái cách tại sao là không, tại sao là hai bánh bị công an hỏi nhiều nè. Rõ ràng biển hồi nãy nó phân hai bánh là được quyền chạy máy lên Highland đúng không? Okay. Nhưng mà tại sao chạy ra đây công an hỏi hoài? Lý do tại sao? Không, tốc độ bây giờ nó cho lên 60 rồi quá gì nữa. Chuyển lên không xi nhanh đó thầy. Đúng, chính xác, lỗi là lỗi chuyển lên không xi nhanh. Đang chạy lên này, thấy cảnh sát giao thông phía trước, lủi vô lên này liền. Yeah. Không xi nhanh. Đấy, phản xạ chuyển lên xi nhanh là khi mình học ô tô là mình có rồi. Nhưng khi người lái hai bánh không bao giờ có cái phản xạ đó đâu. Đúng chưa? Đó, bởi vậy là bị phạt là phạt cái lỗi đó. Xe máy cũng bị chuyển lên. Nó bị ấy hả? Xe nào cũng phải chuyển lên ít khi bắt hả? Đâu, bây giờ bắt cái lỗi rất nhiều chứ. Bắt lâu lắm rồi đó. Cái lỗi này bắt đây lâu lắm rồi. Mình không nhớ. Đúng rồi. Bị bắt chuyển lên không mới xi nhan hoài luôn á. Cái lỗi này ở trên quận 2 mà hay bắt lắm ấy. Cái quốc lộ xa lộ Hà Nội. Công an quận 2 nó hay bắt thôi. Nhưng mà nó chỉ từng đoạn thôi. Không nghĩ mấy cái đường này. Rồi bây giờ tôi nè, dù tôi thấy đèn xanh từ xa nè, tôi không chạy nữa, tôi cắt con tôi thả trớn. Tôi cắt con tôi thả trớn, rồi tôi canh đèn tôi đi. Bây giờ tôi đang có là số 5, đúng chưa? Bây giờ tốc độ tôi bắt đầu nó giảm rồi. Bây giờ thảo luận coi, mình về số mấy đây? Cho ý kiến là về số mấy đi vừa. Số 4. Số 4 thì nó cũng hơi đuối nhẹ máy, đúng không? Nhưng mà số 3 thì nó sẽ mạnh mẽ hơn. Vừa rồi đó mình nên đi số 3. Số 4 nó hơi đuối. Mình làm sao mình sang số, mọi người ngồi trong xe không biết mình đã sang số đó, mới là thành công. Lái xe con thứ nhất, chạy xe êm, sang số nhịp nhàng, đúng không? Làm sao mà để người ngồi trong xe cảm giác an toàn là mình thành công, chứ không phải chạy nhanh. Không phải chạy nhanh, lưu ý vấn đề đó. Đó, trước mặt thấy chứng là giật nè, nên hỏi xin nhà xin từ đây rồi đầu ý kiến. Không, thí dụ như có thì người ta cũng sẽ nhường cho mình, đúng không? Có xe người ta cũng thấy vậy, người ta cũng sẽ nhường cho mình. Chứ mình tới sát chứng là giật rồi, lúc đó mình mới mở xe nhanh thì xe sau người ta nhường không kịp, thì lúc đó mình sẽ kẹt lại chứng là giật đó luôn. Chứ giờ mình lấn qua nữa không được rồi đó, đúng chưa? Và rồi mình tiến tới thì va chạm chứng là giật, hiểu không? Do đó tại sao phải mở xi nhan trước khi quan sát luôn. Những người mà quan sát rồi mới mở xi nhan thì lúc đó mở cho ai coi nữa, đúng chưa? Tại vì người ta cứ nghĩ là phải không có mới được chuyển lên. Cái tư tưởng đó nó đang bị lỗi thời rồi. Mình nên chủ động, mình tử tế chút xíu. Mình thấy người ta xin trong 3 giây mà mình đang ngang người ta hoặc là dưới người ta chút xíu thì 3 giây sau mình vượt được thì mình đi luôn, còn không là phải chủ động nhường, lưu ý. Còn tới 47 giây dư sức qua cầu, đúng không? Nhưng mà lưu ý đi quốc lộ á, mình rẽ mình phải xin xi nhan xa, thiệt xa ra chút, lý do là sao để cho xe sau lựa chọn cái phương án. Tại vì người ta thấy mình có xi nhan thì xe tải mới mạnh dạng chuyển lên, tại vì xe tải được đi con lên này Tên lên kia là sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt. Do đó khi mình có xi nhan trái, người ta sẽ hiểu và người ta sẽ xin chuyển làn. Lúc đó thì hợp lý, hiểu không? Rồi những đường nhỏ như thế này, căn đường như thế nào là đúng? Lưu ý ha, những đường nhỏ phải bám vào tim đường. Thì hồi nãy cũng đã vừa nói rồi, những đường nhỏ này mình thấy xe mà nó muốn quẹt vô gương hậu mình rồi đó, nhưng mà thật ra nó còn cách của mình là tới bao nhiêu? 8 tấc tới cả mét lận, nên cứ an tâm. Rồi tại sao mình phải bám tim? Không, những cái hẻm nhỏ người ta đâu có cả để biển cảnh báo cho mình đâu, không? Mà xe hai bánh thấy ở trong một người ta băng ra, người ta không bao giờ ngó bên trái trước hết, đúng chưa? Giống như mình rẽ mình sẽ quan sát bên trái trước, rồi đầu mình mới quan sát về bên phải rồi mình mới rẽ, đúng không? Còn hai bánh là ra là cứ cắm đầu rẽ phải liền, có để ý vấn đề đó không? Đó, do đó mình nên bám sát theo tuyến đường để trừ hao những cái trường hợp đó. Rồi thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa, cái người quay lưng lại với mình, đi cùng chiều với mình, người ta muốn nhường mình nhưng mà người ta đâu có thấy mình đâu mà người ta nhường, đúng chưa? Quay lưng lại mà. Nhưng mà chiếc xe trước mặt của mình người ta sẽ thấy được, người ta sẽ nhường. Giống như vừa rồi mình thấy xe container nó phải né một số xe Honda trong lề, đúng không? Thì mình chủ động mình nghiêng nhẹ qua, mình nhường cho nó qua mình chút xíu, đúng không? Cái đó là tài xế nhau là hỗ trợ bên chuyện đó. Có nghĩa là bên thấy mình ép gì bên thấy chút xíu, tại vì bên thấy người ta có thể là nhường cho mình, chứ còn nè quay lưng lại không cho nhường được. Nó giống như vậy, chiếc xe đó muốn nhường cho mình sao nó nhường được, hiểu không? Rồi còn trường hợp mà bây giờ mình thấy xe hai bánh mình lấn ra quá đó, mình nên kèn cho người ta vô rồi mình đi, chứ không có cố gắng, mình không có cố mà lấn nhiều qua bên con đường ngược chiều là nguy hiểm nha. Rồi tới đây thì sao? 10 giây nên vô nè, nên vô lại số 1 nè, 10 giây nè, vô lại số 1 đi. Rồi từ 10 giây đổ ngược lại thì mình nên khử đầu rơ, tìm tới điểm tiếp xúc, đúng không? Nè nhìn xe kia vừa lăn bánh là tôi buông thẳng ra là xe của mình sẽ lăn theo được liền. Xe kia tắt đèn thì mình cũng buông thẳng tắt theo, nó vừa đi là mình đi theo liền, đúng không? Như vậy thì nó sẽ kịp tiến độ. Rồi bữa hổm mình học nè, mớm lên là tăng số mấy? Số 2, đúng không? Trong 15 m tăng số 3. Nhưng mà không có yêu cầu, mình mới ra lái không yêu cầu phải đúng 15 m, hiểu không? Nhưng mà ý là mình sẽ tìm tới được cái khả năng đó. Trong bài đi đường trường á, là tăng tới số 3 trong vòng 15 m, tăng 3 số trong vòng 15 m, hiểu không? Ví dụ những cái đi đường đông như này mình chừng đỗ bất chợt thì mình đi cái số 3 luôn thầy. Đường mình đi số phù hợp tốc độ. Bây giờ tốc độ mình bây giờ nó như thế này, nó nằm khoảng 20 trăm mấy thì mình đi số 3 thôi, chứ đâu đi số 4 nổi, hiểu không? Rồi thí dụ mình nghe tiếng máy mình mà nó nặng nè, giống như tiếng máy mình giờ mình dìu ga lên thấy nó nặng nè, đúng không? Tức là đang dư máy, thấy không? Thì lúc này mình chuyển lên số 4, hoặc là mình đang đi số 4 mình có cảm giác xe mình nó bị đuối máy rồi, đúng không? Thì mình về lại số 3, thậm chí là về lại số 2 nếu mà nó đuối máy sâu quá, đúng không? Giống như đi xe đạp xe máy côn tay, đúng không? Đúng rồi, thì đó y hệt như thế. Nó thấy chiếc xe trước của mình không? Xe trước của mình nó đang sao? Nó ngồi giữa tim đường á, nó lấn xe nó qua nhẹ nhẹ qua đường người ta luôn. Cái đó là được phép. Tại vì á, Việt Nam mình á, đặc thù Việt Nam mình là gì? Quá nhiều xe Honda, hiểu không? Phải cho như thế chạy mới được, chứ còn không chạy là không chạy được. Nói nè, giống như cái này là mình thấy số 4 nè, nó đang đuối máy nè, thấy không? Thấy nó chạy qua lì máy chạy không nổi, đúng không? Thì mình sẽ về số 3, thấy không? Mạnh mẽ lên lại liền. Đó, thấy không? Bận đi á, thì nói chung là ai cũng sẽ lực xa lực sực, lái là không có mượt quà này nọ kia, nhưng mà tới bằng về á, là sẽ lên tài. Rồi tới đây thì ông Sành lên lái trước đi. Đường này có chạy rồi đúng không? Lúc trước có chạy chưa? Chưa. Cái chạy bằng về chứ. Bằng về. Đúng không? Đúng rồi. Anh này lái cứng lên lái trước. Chưa biết cứng hay không mà đó thì chưa có lái đường trường bao giờ. Lái đường xuống sàn giờ chưa lái. Mà lái rồi. Lái rồi là lái số tự động. Tự động thì rất dễ. Quẹt ở trên, quẹt ở trên. Rồi.